Câu chuyện trí huệ của Phật giáo. Cảm ứng của Pháp sư Quy Sung tạo tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vào thời nhà Đường, cao tăng đi tới Ấn Độ cầu học thỉnh kinh rất nhiều. Pháp sư Quy Sung của Giao Châu cũng là một trong những người đó. Vào năm ấy, vì để đạt được nguyện vọng đi tới Ấn Độ, Ngài đã phát nguyện tạo một bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát, đồng thời hướng về Phổ Hiền Bồ Tát mà cầu khẩn: Bồ Tát ơi, trong thập nguyện của Ngài, trong đó có một nguyện là hằng thuận chúng sanh, hy vọng có thể tùy thuận nguyện hành của chúng sanh. Hy vọng Ngài từ bi gia hộ, cho con có thể thực hiện được nguyện vọng đi thiên trúc. Phổ Hiền Bồ Tát, thành tâm của con ta đã cảm nhận được, con ngay lập tức đáp thuyền đi thiên trúc, thì nguyện vọng của con nhất định sẽ thành. Nếu như trên đường đi gặp phải khó khăn gì, ta nhất định sẽ trợ giúp con. A Di Đà Phật. Sư huynh, năm đó Pháp sư Tam Tạng đi sang thiên trúc bằng đường bộ, sao chúng ta lại đi đường thủy? Tối qua Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân, nhắc huynh đáp thiền đi tới thiên trúc, nhất định là có nguyên nhân của Ngài. Hai vị đại sư, phía trước là mây đen khắp trời, mời hai vị vào trong khoang thuyền để tránh bão. Được. Dòi rộng, gió lớn rồi, mau hạ buồm. Không phải nói Phổ Hiền Bồ Tát sẽ bảo hộ chúng ta sao? Sư đệ, sư đệ. Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu? Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Phía sâu trong gió lúc tuyệt cảnh gặp đường sông. Chúng ta vẫn còn sống, chúng ta vẫn còn sống. A Di Đà Phật, cảm ơn Phổ Hiền Bồ Tát đã cứu giúp. Sao dưới biển lại có đáy phun vậy? Mau căng buồm, chuyển bánh lái. Chạy mau đi. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao chuyện gì cũng không may mắn như thế này? Sư huynh, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Chuyện gì vậy? Cá lớn đâu? Là Phổ Hiền Bồ Tát đã hàng phục quái ngư cứu sống chúng ta. Lại là Phổ Hiền Bồ Tát, sao để không nhìn thấy gì hết vậy? Chúng ta tới rồi. Sư huynh, chúng ta tới rồi, nơi đó là thiên trúc, thật tốt quá rồi, nguyện vọng của chúng ta cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Sư huynh, sư huynh. Ngài mau cứu sư huynh của con xin ngài hãy cứu sư huynh ấy. Ta vẫn chưa cầu được kinh Phật, không muốn cứ như vậy mà rời đi. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện cho con sớm ngày thánh được kinh Phật phổ độ chúng sanh. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày thứ hai thì Pháp sư Quy Sung hồi phục sức khỏe. Ngài ở Ấn Độ khắc khổ cầu học, cuối cùng cũng trở thành một đời cao tăng. Ngài trước sau
cũng vẫn không quên sự gia trì bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát suốt đời cung phụng. Nam mô